sen, vì Vũ chỉ có một quán thôi chứ không phải như con mấy chục quán. Đó thì cái lúc này thì mọi người có thấy Vũ đội nó snapback nè, mang kiểu như đó, hip hop never die đó. Đó thì trước đây cái kiểu của Vũ vậy là người vui vẻ, mà Vũ làm chuyên về graphic design multimedia. Thì cái nghề đó Vũ làm ở dưới thành phố Hồ Chí Minh là cũng 4 năm làm tập đoàn FPT. Nên bởi vậy rằng là cái phong cách cũng cái kiểu như style của dân thiết kế vậy đó, mang ba lô rồi chạy chiếc xe cúp. Rồi đội nó snapback. Đó là cái kiểu cái style rồi. Nhưng mà thật sự không phải là cách ăn mặc luôn đâu. Lúc đó là cái mindset của Vũ á, và cái tất cả những kỹ năng như bây giờ Vũ có, hoặc là cái mindset nó khác xa hoàn toàn với bây giờ luôn. Đó, mọi người có thấy nè, không phải ngày xưa rất là lắp cắt thật luôn. Bây giờ cũng còn lắp cắt như vậy. Và cuối cùng anh đôi anh đưa dơ lên được không để em chốt. Mọi người, đây là một minh chứng tại sao chúng ta không nên lấy vợ sớm. Ai cũng thay đổi sau khi lấy vợ. Em xin lỗi chị chăm chút nha chị. Nếu chị có ở đây thì xin lỗi, không có ý gì đâu. Anh đôi, anh có thể chia sẻ một xíu về tấm hình này được không anh đôi? Tấm hình này là lúc đôi đang học giá trị sống ở trên trang của chị Châu. Thì chị Châu giờ mất rồi. Chị Châu cũng là một người rất truyền cảm hứng để giúp cho giới trẻ phát triển. Thì chị Châu tổ chức một lớp giá trị sống ở Nha Trang. Đôi tham gia 3 ngày. Và mình cũng đi khám phá để hiểu hơn về mình. Từ lúc mình cũng chưa tìm được mình là ai hết. Và đang rất bơ vơ. Thì ngồi bên cạnh đây, lúc mà Phong nhắc về kỷ niệm Win Meal Trần Hưng Đạo, thì lúc đó tôi cũng có một cơ hội tham gia được phỏng vấn với Phong, với lại team sáng lập của Win Meal. Từ lúc mình rất thích cái đội ngũ Win Meal. Và Winnie chính là cái truyền cảm hứng để tôi anh bắt đầu một cái gì đó. Cảm ơn. Mọi người cho một tràng vỗ tay để có tiết mục hồi nhớ của ba diễn giả luôn rồi. Thì nói đến quá khứ thì cái gì mà cũng có những cái đi qua chứ. Ok, nói về cái những trải nghiệm của mình trong quá khứ, đặc biệt là cái khoảng thời gian tuổi trẻ, thì thật sự là cái điều mà Vũ nó xuất bất chợt thôi, bây giờ nó xuất hiện trong đầu Vũ đầu tiên, đó là sự lắng nghe. Tại sao đó là sự lắng nghe? Vì nếu mình Vũ thì thường không thích sử dụng từ nếu ngày trước hay là nếu gì đâu, nhưng mà ngày hôm nay Vũ sẽ nói từ nếu để cho mọi người hiểu một chút. Có nghĩa là nếu mà ngày trước Vũ hiểu về câu chuyện là mình phải sống với tương lai, thì Vũ lại không dành hết cả cái tuổi trẻ của mình để làm những việc mà nó không có ích. Thật sự nó không có ích theo một cái chiều hướng thôi nha. Và thật sự lúc đó Vũ không lắng nghe hết. Vũ chỉ tin rằng là bản thân mình làm cái này là đúng, làm cái kia là đúng thôi. Nhưng mà ít nhất lúc đó mình có một cái tinh thần và là cái mindset mà mình lắng nghe một chút, thì bây giờ thật sự là nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn theo một chiều hướng nào đó. Có những thứ mà trong cuộc sống mình cứ làm mình thôi là nó cũng, đối với bản thân Vũ bây giờ cũng không tốt. Thực ra em nghĩ là những bạn trẻ ở độ tuổi như em ấy, thì thường cũng có cái trải nghiệm nó tương tự. Tức nghĩa là khi người ta ở độ tuổi từ đó khoảng 20, 25 ấy, thì thường người ta có xu hướng là tôi không thích lắng nghe ai cả, và tôi là người đúng mà. Lúc đó mình tự tin vào bản thân mình đó, mình nhìn mấy cái này và câu nói cửa miệng của mình giống anh Vũ là ba mấy đồ yêu. Chắc chắn là tôi làm được, chắc chắn là tôi biết. Thì em nghĩ là bạn trẻ nào ở độ tuổi đấy thì cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng mà rốt cuộc thì cái gì nó đã dạy anh Vũ cái bài học về sự lắng nghe, trải nghiệm nào? Đó là khi mà Vũ làm một cái dự án nhỏ cùng với một người bạn. Và người bạn đó thật sự cũng giống y chang Vũ luôn, giống y chang, cái tính cũng vậy luôn. Và Vũ nhìn bạn đó, Vũ kêu chứ sao mày không lắng nghe tao, đúng không? Tao là chuyên môn của tao là làm về marketing truyền thông mà, tại sao không lắng nghe? Thì bạn hỏi lại ngược là mày cũng đâu lắng nghe tao. Là lúc đó mình nghĩ rằng là wow, đối với hai thái cực như vậy thì mình phải lắng nghe nhau. Thì lúc đó mấy Vũ mới thấy rằng sự lắng nghe nó rất là quan trọng để một sự việc nó diễn ra theo một chiều hướng tốt. Chứ nếu hai người mà không lắng nghe nhau thì đâu có làm được gì, ngồi cãi nhau thôi hết giờ rồi. Đó, nên anh nói đây thì mọi người cũng lắng nghe nè, chính cũng lắng nghe nè, chúng tôi cãi nhau. Mọi
người lắng nghe kinh nghiệm của anh Vũ nghe, chứ không là bạn gái bạn trai bây giờ mình nói thêm chữ cũ nữa nó lại khổ đúng không? À, lắng nghe là một chủ đề thú vị. Em nghĩ là ai ai trong cuộc đời rồi cũng trải qua cái bài học đấy. À, còn anh Phong thì ra cái nếu bất chợt nhớ đến thì cái bài học nào là bài học lớn nhất? Đâu không, bài học nào là bài học đầu tiên mà anh Phong nhớ đến bây giờ và Phong có thể chia sẻ? Thật ra thì mình có một bài học lớn nhất cũng là từ ngày đầu khởi nghiệp cho tới bây giờ đều là bài học đó luôn, cho tới bây giờ luôn, và bây giờ vẫn phải nói trong đầu của mình, đó là nếu mà dùng một chữ thì đó là tập trung. À, mặc dù là mình làm hiện tại là 12 cái brand và đâu đó khoảng 16-18 cái dự án thì tất cả mặc dù là nghe các bạn nhiều và đóng cũng nhiều, nhưng là lý do lớn nhất mà mình phải đóng dự án hay là dịch Covid rồi gì đó các kiểu không nói, nhưng điều nếu mà lớn nhất đó là không tập trung. Hoặc là khi mà mình nói với nhân sự của mình là ví dụ các bạn là các bạn trẻ mà mình hay là nhân sự của mình trong công ty, thì thứ quan trọng nhất không phải là bạn làm cái gì trước, mà thứ quan trọng nhất là bạn tập trung cái đó tới cùng, cho dù cái plan đó, cái mục tiêu đó nó có thể đi sai, nhưng mà nếu như mà mình tập trung đó tới cùng thì thứ nhất mình học được một kỹ năng là ví dụ các bạn cũng tưởng các bạn có bây giờ mà ngồi làm một cái plan 72 giờ mà cực kỳ tới nơi tới chốn xong rồi vứt đi, không có nghĩa là làm cái dự án đó, có nghĩa là khi cái idea nó nảy ra trong đầu mà mình phải làm tới 72 giờ liên tục không ngủ luôn, và sau đó vứt luôn, tại vì nó sau khi làm xong kết thúc cái plan đó xong rồi thấy là nó không có hợp với cái thời điểm, hay là không có đủ nguồn lực, không đủ tiền, không đủ nhân sự hay gì đấy, thì mình thấy được đó là một trong những kỹ năng mà tại vì các bạn trẻ bây giờ hay bị là đứng núi này trong núi nọ, đứng dự án này trong dự án kia, thấy ai làm ví dụ ngay cả bản thân mình thôi, mình đang làm thấy người ta làm đông khách hơn, mình sẽ thấy là mình cũng muốn làm cái ngành đó, nhưng mà nếu vậy thì nó đâu có đúng với cái của mình đâu, hoặc là nó đâu có tập trung đâu. Rồi mỗi người sẽ có một chuyên môn hóa, tại vì theo mình không phải là ai khởi nghiệp, ai đi làm thuê hay là gì hết á, chỉ đơn giản ai tập trung được, làm tới cùng được thì họ trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực của họ thì họ số 1, và chắc chắn lương bổng, thưởng, cổ phần, tất cả mọi thứ đều sẽ tới đỉnh điểm của họ hết, và họ trở thành số 1 trên thị trường. Rồi, rất cảm ơn anh. Một câu hỏi nhỏ về sự tập trung thôi, đó là anh Phong có thể kể một cái gì để không hỏi gì thì dở quá. Có cái thất bại nào rất lớn mà anh Phong đã phải trả giá vì mình không tập trung cho cái dự án đó chưa? Chắc đau đớn nhất là gần đây thôi. Thì gần đây thì năm vừa rồi là một năm mà mình thậm chí mọi người biết thì ok, mình là giám đốc dự án của JSA năm 2020. Tuy nhiên đó là mình đưa ra một quyết định khá là lớn là không tham gia vào JSA, chỉ là tham gia thành viên, và đưa tất cả các team của mình, team leader của mình để tham gia JSA, và mình tập trung lại công ty, bởi vì năm vừa rồi là công ty mình là chắc là ở Đà Lạt là mình là công ty hứng chịu dịch nặng nhất. Là liên tục và phải đóng cửa hàng vì lỗ, tại vì sau khi Tết năm ngoái sau khi làm xong thì mình phải đóng một lúc 6 cái nhà hàng lớn. Lý do là bởi vì là giá thuê mặt bằng rất là cao và các cái phân khúc khách hàng nó tương đối cao, và địa điểm cũng trung tâm thành phố các kiểu, xong rồi phải đóng hết, bởi vì là đó là quyết định đầu tiên khi mà bệnh nhân số 17 của Covid mình quyết định đóng hết để giữ lại tiền mặt và giúp công ty vượt qua cái năm này. Sau đó đóng tiếp đâu đó khoảng 5-6 dự án và đang có lời là do tất cả các mô hình kinh doanh mà mình hợp tác đều chuyển đổi mô hình hết, thì gần như mình có thấy lúc đó toàn bộ mình tái cơ cấu lại công ty từ nhân sự, chi phí, hệ thống điều hành, để thì mình mới thấy được là có những cái mình làm bị thiếu tập trung, nên bởi vậy là mình không có nhiều những người giỏi, mà giỏi thì diện sâu sắc á, có nghĩa là họ đào bới tới cốt lõi của từng dự án để có thể sửa, và nhờ việc đó mà mình khi mà mình duy trì được lại cái độ tập trung của từng nhân sự, và thậm chí lúc đó là mình quyết định là kick off một số dự án để im đó, tập trung một số dự án làm từng cái một cho nó thành công trở lại, thì cho tới bây giờ thì các dự án đều chạy run và nó đang hiệu quả lại, thì đó là một trong những cái đau đớn mất tiền. Xin cảm ơn Phong. Anh tụi mới nói là tiền là thật mình liền mất cũ cũng vậy nữa anh. Có một câu hỏi này thú vị, thì thường nhớ quá khứ thì một người ta nhớ tới bài học, hai là sẽ nhớ tới những người, thì chắc em hỏi anh Đô câu hỏi này đi.
anh Đô nghĩ là ai là người mà đã có tác động sâu sắc nhất đến cuộc đời anh Đô ngoài trường mẹ anh Đô ra, là đó là người thầy nào và cụ thể là người thầy đó họ đã làm cái gì đối với cuộc đời của anh Đô? Thật sự là người thầy lớn nhất trong cuộc đời Đô đó là cậu Đô, người đã lúc mà Đô nghỉ học hai trường, mới đầu là học cao đẳng nhân lập công nghệ thông tin, học nghề quy trình truyền thông, thì mình thấy mình hàng mình hàng không nổi, thế là nghỉ và tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Tiếp nữa là đi học kinh doanh nhưng mà mê bán hàng quá nên đi bán hàng luôn và luôn luôn đi bán hàng, thì người mà giúp cho mình thấy được cái tương lai tốt nhất đó là cậu của Tuấn Anh. Cậu giúp cho Tân hiểu định hướng, không nói chuyện nhiều nhưng chỉ nói một câu nhất thôi, đó là cậu tiến công. Và lúc đó mình thay đổi, mình bắt đầu cày nhiều hơn, đi bán hàng tất cả mọi thứ để mình luyện kỹ năng, tại vì với mình cái sự kiên trì nó rất quan trọng. Tất cả chúng ta sinh ra không ai có độ lì lợm hết và chúng ta phải luyện tập luôn. Nghĩa là chừng nào mà cuộc đời không tác bạn được thì lúc đó bạn mới tác được cuộc đời. Và đó là cái trải nghiệm mà tôi thấy giá trị, và tới ngày hôm nay tôi vẫn phải lý do để tiếp tục phát triển với cuộc đời của mình và phát triển bản thân mình. Nếu có cái điều thú vị với anh Đô, tại vì em biết chơi cũng khá là thân, anh Đô có rất là nhiều cái trải nghiệm liên quan tới lì đòn và những cái trò thử thách nhỏ nhỏ, thì cái này câu hỏi vui thôi, anh Đô có thể kể một tới hai cái trò thử thách nhỏ nhỏ mà anh Đô đã thực làm để rèn luyện cái sự lì đòn của mình được không? Yes. Từ lúc bắt đầu khởi nghiệp tới giờ thì Tân luôn luôn thích đi bán vé số. Bán vé số giúp chúng ta học được rất nhiều điều. Trước tiên học cách biết ơn những người đã mua vé số giúp chúng ta, và chúng ta biết cách để mà từ chối một cách dễ thương. Thường khi bán vé số bạn sẽ có một cảm nhận là người ta say no với mình nó vẫn dễ chịu hơn là người ta im lặng với mình. Thì cái bài toán mà học lớn nhất đó là mình học được rất nhiều về khách hàng, tiếp xúc được rất nhiều người. Các bạn muốn phát triển bản thân, các bạn hãy đi tiếp xúc rất nhiều người để cảm được, để hiểu được. Từ đó các bạn sẽ phát triển bản thân rất tốt trong mảng nào, bất kỳ mảng nào. Thì cái bán vé số là một trải nghiệm cực kỳ thú vị để học về kinh doanh, về marketing, về các công thức làm sao để đàm phán được vé số giá tốt nhất, bán được giá cao nhất. Đó là một bài học cực kỳ giá trị. Có cho nó tương thật cái nhà vui đúng không ạ? Vui quá. À, cho mình hỏi xíu là những bạn mà ngồi phía xa xa, ví dụ phía anh Phong nghe rõ không ạ? Được đúng không ạ? Được rồi. Thường thì em để như thế này, đó là khi mình đạt đến một cái tạm gọi một cái level đi, một cái cấp bậc nhất định trong doanh nghiệp, đặc biệt là từ quản lý cấp trung đổ lên ấy, thì mình sẽ bắt đầu đặt ra có cái sự quan sát và có sự chiêm nghiệm. Đó là mình thấy là cái gì tạo nên sự thành công của một nhân sự trong trung tâm mình, trong công ty mình, và mình sẽ bắt đầu mở rộng câu hỏi đó ra, là rốt cuộc cái điều gì tạo nên sự thành công của một bạn trẻ khi bạn bước vào công ty. Thì dưới góc độ anh Vũ thì anh Vũ nghĩ đó có thể là điều gì? Thật sự là từ lúc mà anh mở công ty tới nay cũng được 4 năm, thì trải qua rất là nhiều cái lứa nhân viên vào ra. Nhưng mà cái mà anh nghĩ là chắc là tất cả mọi người đều biết, đó là cái mindset đó. Cái mindset là quan trọng nhất. Họ có thể vào ngày đầu tiên họ rất là vui vẻ này kia, nhưng mà mindset của họ khoảng cỡ 3 tháng là họ thay đổi và họ nghỉ. Rồi có nhiều bạn thì vào thì cứ nghĩ là nó hay ho, vào đây chỉ có đi quay phim cho vui vẻ, rồi đi review này kia, nhưng không, vào đây bị chửi nên là rồi nghỉ. Thì có nhiều bạn vào kêu ồ cái này marketing mà vào đơn giản đâu khó đâu, nhưng làm khách hàng chửi 3 lần thôi nghỉ, nó kiểu vậy á. Nhưng mà thật sự là nó có hai cái sau cái mindset là quan trọng hơn. Thì đương nhiên ai cũng biết mindset là quan trọng rồi, hai cái phía sau đó nữa là sự kiên trì, và phải biết là bản thân đó của mình đó, đang cần cái gì. Anh đâu có cần nhân viên của mình vào làm việc với mình 3 năm,
đúng không? Thì anh luôn có một suy nghĩ rằng là anh không thể nào là một người bảo trợ cho một cái tương lai của ai đó. Sense thì chỉ là nơi mà mọi người vào học hỏi được kinh nghiệm, nếu các bạn có thể thấy một cái gì đó tốt đẹp hơn thì các bạn đi, nhưng ít nhất ở đây các bạn phải học được gì đã, phải làm được gì đã để các bạn phát triển bản thân của mình. Rồi khi mà đi thì các bạn không phí cái tuổi, phí cái khoảng thời gian ở công ty của anh. Đó là điều mà mình luôn đau đớn. Có nhiều bạn vào tốn đúng 6 tháng chẳng làm được gì cho bản thân mình hết, chứ đừng có nói làm cho công ty, thì thành ra nó rất là phí. Đó nên mà bởi vậy là anh luôn luôn nghĩ rằng là đó là những đức tính cần của một bạn trẻ khi muốn vào những cái công ty mà làm về trình xây nha. Trường hợp của anh Phong thì anh thấy như thế nào anh? Nếu mà nhân sự thì hiện tại thì công ty mình khoảng gần 400 nhân sự, thì thật ra là không có nhiều người mà, tức là nghe có vẻ nhiều, thật ra nếu mà nó để người làm gọi là cấp trung giỏi và có được cái sức ảnh hưởng cho công ty chẳng hạn, là tất nhiên là thu nhập rất là tốt, thì thường mình sẽ thấy là bạn có một cái, có thể dùng một cái từ dễ hiểu nhất, đó là mình hay dùng để phỏng vấn, đó là sau phỏng vấn xong sẽ đánh giá bạn đó là độc lập hay không, hay không độc lập. Tức là nhân sự độc lập và nhân sự phụ thuộc là hai loại nhân sự mà mình có thể phân ra rất là rõ. Mình đánh giá trên ba yếu tố. Một là yếu tố liên quan tới việc là bạn đó có cái, như là cũng nói, cái mindset là cái tư duy nó có chủ động hay không. Tức là tư duy chủ động là những bạn có mình sẽ nói ba thứ, là thứ nhất là tư duy chủ động, thứ hai là các bạn đã có một tư duy không, và cái cuối cùng là các bạn có đủ những kỹ năng, như là kỹ năng cứng bền gì đó như nãy chính có nói. Thì đầu tiên là cái phần về tư duy chủ động, thì là những cái mà giống như là thật ra là dám làm những việc của người khác và không phải là việc của mình, tức là sẵn sàng chịu trách nhiệm của cả toàn team chẳng hạn. Ví dụ khi làm việc với team thì bất kỳ lỗi của một thành viên thấp nhất trong team cũng là lỗi của mình, và bạn dám gánh chịu trách nhiệm và bạn xử lý việc đó, và không, hoặc là chủ động tìm ra cái phương án, không nhất thiết phải cứ mỗi lần mà các bạn có tưởng tượng, ví dụ như là chắc là nhiều người đi học học kinh doanh sẽ nghe các cái câu chuyện đi ra chợ, ví dụ mình nói Vũ ơi đi ra chợ mua giùm hỏi giùm một ký ca xoài đúng không, cái kiểu vậy thôi. Người đó sẽ ra chợ, Vũ ra hỏi ký xoài bao nhiêu tiền đi về, xong rồi hỏi là ủa chứ điều không, trong đó nó có bán lá xoài đúng không, lá xoài bao nhiêu tiền, và chạy lại hỏi tiếp. Thì những bạn chủ động là những bạn có thể sẽ lúc đó ra và rất là đôn đáo, hỏi hết mọi thứ, tìm hết lá xoài, rồi hỏi hết giá thị trường, rồi giá bán sỉ bán lẻ các kiểu. Thì những bạn đó khi mà về thì cái tư duy của bạn nó rất là tốt. Thì đó là cái đầu tiên mà mình đánh giá, và khả năng chịu trách nhiệm rất cao. Cái thứ hai đó là cái về mục tiêu. Thật ra thì nếu nói mục tiêu, nhất là thời đại sau Covid này, thì nếu mà nói mục tiêu thì đừng có nghĩ đến chuyện mục tiêu 5 năm, 10 năm cho nó cực. Chỉ đơn giản là 6 tháng, 1 năm tới bạn làm gì, là cái gì, và bạn muốn học những kỹ năng gì, hay là chuyên sâu về một lĩnh vực gì đó, trong ngành gì đó, thì đã rất là tốt rồi. Và những bạn càng rõ ràng, ví dụ như tại sao tôi phải vào công ty này, tại sao tôi muốn gặp người này để làm việc với người này, hay là tôi cần những cái kiến thức kỹ năng gì rất là rõ ràng, và người đó đọc càng rõ thì cái người đó sẽ có rất là nhiều những thứ để tức là mình hay dùng mọi thủ đoạn để học cái kỹ năng đó, có nghĩa là học cho bằng được thì mới thành công được. Cái cuối cùng là những cái kỹ năng liên quan tới thật ra thì trong những kỹ năng thì mình sẽ đánh giá kỹ năng cao nhất là kỹ năng tự học, research. Nếu các bạn là kỹ năng cực kỳ quan trọng, tại vì nếu mà ví dụ nói với mình, có thể đưa ra một cái chủ đề với một nhân sự của mình là ok em ơi, anh muốn nghiên cứu về kinh tế đêm này, và khi mà bạn đó một bạn vừa có năng lực hồi nãy, như là năng lực tư duy chủ động, bạn vừa có những cái mục tiêu rất là rõ ràng là tôi muốn trở thành một project manager chẳng hạn, một project manager hoặc là một cái quản lý trong ngành F&B, thì và cuối cùng là bạn cần có cái tư duy về ngành, thì khi mà bạn có năng lực research thì quá nhiều tài liệu, thậm chí bây giờ tài liệu Việt Nam thì khá là kém, các bạn phải tìm tài liệu nước ngoài, tìm case study trong những hoạt động, tìm về đối thủ, thì tất cả mọi thứ nó được trình bày ra một cách rất là rõ ràng. Và một cái bảng như vậy, nó mặc dù nó có thể lúc mà lên thuyết trình cái bảng của bạn rất là đơn giản, nhưng được dựa trên một cái óc phân tích tư duy sâu, thì chắc chắn là đối với những nhân sự mà có được cả ba cái thói quen này, thì mình nghĩ là chắc chắn các bạn này cho dù ở bất ở đâu cũng sẽ thành công. Đó là nhân sự mà vất ở đâu cũng sẽ thành công luôn. Thì cái cách của tôi thì tôi thường dùng nhân sự vô trong đó và tự xoay đi. Thì tôi định hướng là đào tạo ra những nhà đầu tư, không đào tạo ra những người đi làm. Cái định hướng nó hơi khác đi, tại vì có người đồng hành như mình thì nó vui hơn. Thì tôi thấy rằng là
cái việc lì nó rất quan trọng giữa cuộc đời này. Các bạn bao nhiêu đó, các bạn tự có giải pháp thì tự nhiên các bạn trưởng thành. Khi các bạn có giải pháp cho bài toán đó liên tục và các bạn có rất nhiều giải pháp, tự nhiên sau này khi gặp thử thách đến, các bạn sẽ tự có giải pháp. Nhưng thường tức là vậy, từ một con người không có giải pháp, mình bị động, mình ngồi đó và mình chờ tất cả mọi thứ như chờ xung đột vậy đó, để rồi mình phải thay đổi là mình bước ra để mình đi bán hàng, để mình học được cách có giải pháp. Thì lúc đó thật sự các bạn hãy trang bị cho mình rất nhiều giải pháp và đừng bao giờ nói từ không thể. Một người thầy nói với tôi là tất cả con hãy đều nói có thể và sau đó đi tìm giải pháp. Các bạn say no có nghĩa là say no với cơ hội, hãy luôn luôn say yes để đi tìm giải pháp. Bất kể cái thử thách nó lớn có nghĩa là chúng ta sẽ lớn lên. Hiển nhiên không có doanh nghiệp nào không có thử thách, không có con người nào không có thử thách. Và cái thử thách lớn nhất là chúng ta có dám chấp nhận thử thách hay không, và chúng ta có dấn thân để tìm giải pháp cho thử thách đó hay không. Vì vậy ở tuổi trẻ Tuấn Anh cũng là người từng không có giải pháp. Vì vậy các bạn hãy bắt đầu chủ động dấn thân ra đi tìm giải pháp, bất kể vấn đề gì, vấn đề nhỏ nhất của cuộc đời mình, cho gì riêng là trong kinh doanh hay là trong nghề nghiệp. Ví dụ đơn giản nhất, làm sao mình không có được người yêu, hãy đi tới những hội nhóm đi, nơi nào có cái anh nó tiềm năng á, đẹp trai á, mình tin vô đó, mình ở ngoài đó là chắc chắn sẽ có người yêu. Ví dụ là như vậy, nó là tất cả mọi mặt trong cuộc sống, chứ không chỉ riêng là công việc hay là gia đình, tất tần tật. Cứ bươn vô đó đi là sẽ có giải pháp. Và hãy tuổi trẻ hãy dục mình vô khó khăn, đừng ở nơi sướng nhất hay là nơi khó khăn nhất, để mình được luyện cái vừa khó của mình. Đứng dưới vai trò những nhân sự bị dục vào thế khó thì em có một chia sẻ ngay nhỏ là em rất ghét mấy người mình dục vào thế khó nhân đồ. Nói thật là mình cũng tụi nhóm nhân sự là hay bị làm mấy trò đấy, và đối với dưới góc độ của người bị làm mấy trò đấy thì em chia sẻ đó thẳng thắn là em rất ghét những người làm mấy trò đấy. Nhưng mà một cách nhưng mà sau khi mình vượt qua được thì mình sẽ thấy đó là nó cho mình nhiều bài học thú vị. Tới bây giờ thì cái mình thấy đó là hơi liều chút xíu là nó cũng vui, cũng không có gì để mất, đúng không? Sợ nhất là mất bản thân thôi. Bây giờ có một câu hỏi cũng thú vị. Chắc câu hỏi này dành cho anh Phong đi. Đâu là kiểu nhân sự mà anh Phong ghét nhất? Nó ghét được không hơi kỳ đúng không? Nhưng mà không có hứng thú ấy. Cái kiểu nhân sự nào mà mình vào nhìn là thấy no. Hơi khó, tại vì thật ra thì thích thì có một kiểu thôi nha, không thích thì rất nhiều. Nhưng điều mình hiểu, mình rất là hiểu, tại vì mình làm về nhân sự thì mình sẽ rất là hiểu về cái giá trị của từng bạn. Ví dụ mình nói là mình cực kỳ ghét cái tính dễ deadline của thiết kế. Và công ty của mình có hai bạn thiết kế, nhưng mà công ty của mình là nghiêm túc, hai bạn thiết kế cực kỳ đúng deadline. Thậm chí là thiết kế kiến trúc của mình cũng rất đúng deadline. Nhưng riêng trong giới kiến trúc hoặc là giới về design cực kỳ trễ deadline, trễ tới mấy tháng luôn, nhưng mà trễ bình thường. Nhưng điều họ đưa ra kết quả rất là tốt, siêu tốt. Thì ví dụ vậy đi, có nghĩa là mình cũng ghét ra những điều cũng mang lại một kết quả gì đó. Rồi nhưng mà nếu mà nói gì đó mình ghét thì mình không nói mình không ghét, nhưng mà có cái là mình thứ nhất là mình tôn trọng quan điểm của bạn, tôn trọng cái nghề của bạn, và cái mà đơn giản mình định nghĩa là không phù hợp thôi. Thì mình sẽ thấy được là những thứ là cái nhưng điều nếu mà nói và chung chung để có thể nói là cái gì mà có thể sẽ gây tới việc là khi mà mình gặp một người khác mà mình sẽ thất bại ngay lập tức, khi mà người đó có thể không hợp tác với mình và nhìn vô không muốn làm việc của mình nữa. Thứ nhất đó là cái thái độ thì có thể là thái độ đây thì có thể là coi thường, hoặc là thái độ là coi thường chính bản thân mình, có nghĩa hoặc là không cầu tiến hay là gì, bất kỳ một cái gì thì những cái thái độ đó là chung vậy. Thì đầu tiên mình sẽ nhìn qua được liền, và chắc chắn các bạn nếu gặp những người giỏi, họ có thể đọc vị rất là nhanh, nhìn một cái là có thể biết được thái độ của bạn là sao liền. Chỉ cần nhìn thôi, cho dù các bạn có nói chuyện dở, kỹ năng giao tiếp kém, nhưng điều cái thái độ bạn tốt thì tự nhiên người ta nhìn được và người ta thấy được. Và cái đầu tiên, cái thứ hai là không học, tức là mình dạy tới dạy luôn. Tới có hai cái lỗi gọi là sai phạm, lỗi sai và sai lầm gì đấy không nhớ lắm, nhưng điều có một kiểu là khi mà họ gặp sai thì họ sẵn sàng nhận trách nhiệm và họ xử lý liền, và họ học được từ cái lỗi đó là một kiểu. Và trong công ty mình có hay có một câu là
là khi mà mình gặp những sự sai thì sẽ đối với những người giỏi sẽ phải tuyên bố được một câu là em sẽ không bao giờ gặp lại cái lỗi một lần nữa, nếu gặp em nghĩ việc à, thì nhưng là không có một lý do nào cả cho lần thứ hai, vì mình phải giải quyết tất cả những vấn đề của lần đầu tiên để thứ hai nó không có lặp lại nữa, và nếu mà có một lần thứ ba thì chắc chắn nghỉ việc, điều là điều đương nhiên. Cái vấn đề thứ hai nữa như Phong nói là phải học hỏi đó à, tinh thần học hỏi phải luôn có cái tinh thần là mình học hỏi và đừng có bao giờ nói là không làm được trước khi mà mình làm nó, vì phải làm thì mình mới biết được rằng là nó như thế nào à, nó ra làm sao thì mình mới bỏ cuộc. Chứ nếu mà tất cả các bạn mà ngồi chỉ cần suy nghĩ thôi à, rằng là mình có nên apply vào cái công ty đó không ta à, và các bạn còn thậm chí còn chưa gửi CV nữa thì các bạn luôn kêu thôi chắc không được đâu đó à, và mình phải thử đi à, giống như cái cách Vũ là người ngày xưa Vũ không có bằng gì vào về graphic design đâu, Vũ chỉ là một người học và có một cái gu trong cái vấn đề graphic design thôi. Nhưng mà Vũ apply vào tập đoàn FPT và được nhận ngay lần đầu phỏng vấn đầu tiên. Thì lúc đó Vũ kiểu như là đại thôi, mình nghĩ thôi kệ, không được cái thôi, đâu sao đâu. Nhưng mà khi đó mình làm rồi mình mới biết là được, mình có thể làm được. Nên là đừng có nghĩ là mình làm không được, rồi mình không học. Rồi đừng có nói là anh ơi chắc này không phải là không hợp với em. Đúng như Phong nói, cái từ không hợp nó là cái từ để mình chọn một cái phương án gì thích thú hơn thôi, chứ không phải là bản thân mình có. Rất cảm ơn mọi người. Rất cảm ơn các bạn đã đến đây. Bây giờ đến một cái phần nó thú vị hơn đi. Chắc là mình chỉ hỏi thêm một câu hỏi nữa thôi, cho một diễn giả nữa thôi. Và những câu hỏi từ giờ đến phần tức khoảng 11 giờ 5 phút á, là chắc nhường lại cho các bạn được không? Cái đầu giờ nói hơi nhiều rồi, cái cổ hơi khang rồi nói hơi mệt. Đại khái như vậy. Bây giờ mình sẽ hỏi thêm một câu hỏi nữa. Các bạn ở dưới mình hãy chuẩn bị câu hỏi cho riêng mình nha. Sau hết cái phần này thì chắc mình sẽ nhường mic lại các bạn được đặt câu hỏi. Ok không ạ? Ok. Nếu được miêu tả anh độ tuổi trung bình của bạn ở đây là khoảng bao nhiêu ta? Thì 8, 19, 20, 19, 20 đúng không? Bài học nhất mà anh Phong học năm 20 tuổi là bài học gì ạ? Anh có thể miêu tả anh năm 20 tuổi được không? Thì anh 20 tuổi có thật sự khác các bạn bây giờ? Em biết là mười mấy năm thì nó cũng hơi khó. À, em xin lỗi, em biết là 2-3 năm nó cũng hơi khó. Năm đó, năm 20 tuổi, năm 19 tuổi là mình làm, là mình có 4 năm kinh nghiệm trong ngành nghiên cứu thị trường. Tức là năm 20 tuổi mình còn nhớ lúc đó là có một cái kỷ niệm lớn nhất của mình mà mình nhớ tới giờ, đó là mình đang ở khu lao động của Bình Dương, tức là cái khu công nhân lao động vậy, khu công nghiệp á, và mình sẽ cần phải khảo sát về hãng kèo cho khoảng lúc đó là đâu đó chỗ đó khoảng gần 6.000 hộ trong vòng một mấy tháng, đó ở yên đó luôn. Có nghĩa là thời điểm đó là mình nhớ là cứ 6 giờ sáng mình dậy, 11 giờ đêm mình về. Tại vì một ngày á, là mình phải gõ cửa một từng nhà một, gõ xong cách nhà. Cái nhà đó mà hôm đó ngủ quên, làm gì định qua không biết, ngủ quên thì phải gõ cửa nhà tiếp theo, có nghĩa là gõ liên tục. Và làm bản khảo sát và sẽ có QC, tức là cái người giám sát về chất lượng á, họ xuống, họ sẽ kiểm tra lại từng nhà, họ gọi điện kiểm tra. Và nếu mà mình bị sai thì mình sẽ bị phạt. Và đó cũng là một trong những cái job đầu tiên của mình ở mức độ áp lực rất cao. Thì nhưng điều đó là một thứ mà năm đó mình định hướng là tại sao phải làm nghiên cứu thị trường, bởi vì là theo mình thì cái gì, làm bất kỳ nghề gì thì khách hàng là người dạy cho mình, bất kỳ cái gì khách hàng là người sẽ dạy cho mình chứ không ai dạy cho mình tốt bằng khách hàng hết, từ chi phí một. Thì cái việc nghiên cứu thị trường là một khả năng, kỹ năng mà mình sẽ muốn có, về mình muốn là khách hàng nhìn vô một cái brand thì biết là ví dụ đồ ăn uống thì màu gì họ thích nhất. Hồi đó mình làm những công ty như là hồi đó mình làm cho IC Nielsen là một công ty cũng là top 3 công ty nghiên cứu thị trường, bây giờ chắc là top 1 rồi. Thì gần như là chính xác lúc đó là mình bị phạt rất là nhiều, bởi vì là phỏng vấn xong không hiểu mẹ gì mà khách không nhớ. Khách phỏng vấn xong rồi phải trả lời xong hết rồi, gọi điện QC gọi điện xuống không nhớ. Và mình phải cho món quà cho khách là khoảng mình hợp đồng của mình lúc đó 120 một hợp đồng. Thì nếu mà mình bị phạt là mình sẽ phạt cao hơn, tại vì mất cái tiền 120 đó mà bị phạt cái quà khoảng 60.000 cho tới 65.000. Thì
nguyên gần 3.000 hộ trong mấy tháng mình làm, thì đâu đó gần cả 500 hộ trả lời sai, phải sọc mặt luôn. Thời điểm đó là bài học đau đớn nhất của mình là mình mặc dù mục tiêu là muốn là học về khách hàng nhìn nhận về một cái brand, một cái sản phẩm như thế nào, nhưng điều về cơ bản mình thấy được là năng lực giao tiếp rất là quan trọng, năng lực conform lại, có nghĩa là năng lực xác nhận lại vấn đề để giúp cho người khác nhớ về cái mà mình đã từng nói chuyện với họ là rất là quan trọng. Thì thời điểm đó là thời điểm bài học lớn nhất mình học. Thì sau đó thì bây giờ nói thì vậy, nhưng điều tại vì thời điểm đó là không, mình không khuyến khích nghe, tại vì thật ra là thời điểm đó là mình sau khi mà thấy cái nghề đó mình làm, mình kiếm được tiền rồi, mình rất là thích, cực kỳ thích, mặc dù là phải khá là cực, nhưng điều thích ở chỗ là bởi vì nên bởi vì mình quyết định nghỉ học, về nhà xin phép gia đình thuyết trình các kiểu, tại gia đình mình chỉ có học hành cũng rất là kinh khủng rồi, về phải làm bài thuyết trình để xin nghỉ học luôn. Và nhưng điều lúc đó mình phải là thời điểm đó thì bắt buộc mà kiếm tiền xong rồi đi học cái khác, học kỹ năng mình cần thôi. Nhưng điều mình nhận thấy một thứ là hồi đó nông cạn rồi nóng vội rồi chưa có nhiều định hướng đâu. Thật ra mình không có nguyên như các bạn bây giờ ngồi đây mà nghe định hướng cái gì đó, mà nó chỉ đơn giản là chỉ biết mọi người nói là ok, muốn kinh doanh thì hiểu khách hàng, mà hiểu khách hàng thì công ty cứ thị trường hết là làm, chứ không có nghĩ gì. Làm liên tục 4 năm xong rồi sau này làm công ty thì phải cần hiểu nhân sự. Sau này khoảng 3-4 năm sau là thế, là làm công ty phải hiểu nhân sự, thì mình sẽ nói ok thì làm công ty về giáo dục, công ty về nhân sự đi làm tiếp đó, vậy thôi. Không, anh đừng nói xấu anh, năm 20 tuổi cái gì quả học, anh nói xấu vậy anh nó cũng nói xấu em luôn. Anh nói về nó dục này, nhưng mà em sớm hơn anh 2 năm, mình lưu. Anh Đô, anh năm 20 tuổi như thế nào anh Đô? Lúc đó đang học ở cao đẳng dân lập công nghệ thông tin, thì đi tham gia một cái buổi cũng nói chuyện của ba giám đốc, đó là Intel, Acer và Asus. Thì lúc đó cái cô giám đốc Intel cũng mới nói rằng là cô học đại học tổng hợp và cô rất tự tin cái phỏng vấn xuyên biên giới để được làm giám đốc Intel. Thì mình về mình bỏ luôn cái trường cao đẳng dân lập công nghệ thông tin. Mình kêu, có làm được mà. Thế là mình nghỉ luôn. Và lúc đó ba mẹ rất là hoang mang, tại vì mình học rất là dở mà lại đi nghỉ học nữa, thì không biết sau này sẽ ra sao. Thì bắt đầu khi đi vô trường tiếp tục học một trường nghề về kinh doanh, thì cái đam mê của mình lớn nhất là được đi bán hàng, để mình cải thiện cái kỹ năng giao tiếp, cải thiện cái cách mình trò chuyện với khách hàng. Sẽ có rất nhiều lần sai, và hàng ngàn lần sai đó nó sẽ giúp cho mình có một lần nào đó vô tình được. Thì mình luyện được kỹ năng qua quá trình đi bán hàng, bán vé số, nhảy sự kiện, tất cả mọi thứ nhảy. Hồi đó Đông Nhi chưa nổi tiếng, lần đó mình có nhảy trong cái sự kiện của Megastar, là đội con gấu bông vô nhảy, mình rất là vui. Nhảy xong đã lắm, xong về ra mồ hôi bệnh luôn, tại vì nó bị thấm ruột vô người. Nhưng thật sự lúc đó cái khát khao để mình hiểu về bản thân mình nó quá lớn, nên mình cứ lì đòn và đi tiếp thôi. Và mình có một cái khoảng thời gian bán bánh dưới Sài Gòn đó, cứ đi học nhưng mà không có tiền tiêu dùng, thế là cứ đi học về xong nghĩ cái bánh nó ngon, mình đi tới cái chỗ đó mình thấy chưa ai bán hết, mình làm cái thùng chở bánh đi bán, và cứ một tiếng như vậy mình bán được khoảng 90 cái, cứ nỗ lực cứ tiếng 90 cái là đủ tiền ăn buổi tối rồi. Thì đó là một cái hành trình mà mình nghĩ là nó giúp cho mình hiểu được hơn về khách hàng, hiểu hơn được về chính cuộc đời mình, để giúp cho mình phát triển. Thì ta nghĩ là cái bài học lớn nhất chính là độ lì. Các bạn hãy lì với cuộc đời đi, hãy dấn thân vào những cái thử thách mà các bạn nghĩ rằng là mình không thực hiện được á, và cứ làm nó đi, làm tới khi nào mà nó được kệ hết, nó sai những gì được, làm tới khi nào mà nó mình học được thì nói thì thôi. Đó là bài học mà tên học được từ cái hành trình phát triển bản thân. Anh Vũ, anh có nghỉ học không? Thôi bây giờ mình bỏ cái câu chuyện mà nghỉ học để đi làm gì đó đi ha. Thì Vũ sẽ nói về năm thật sự là những cái tuổi trẻ của Vũ thì nó cũng không có quá nhiều cái năm 20, nó không phải là cái dấu ấn, nhưng mà Vũ nói thật sự là cái năm 20, khoảng cả 26 tuổi đó là lúc đó Vũ mới nhìn nhận ra rằng là mình nên làm gì với tuổi đó. Thì thật sự là lúc còn trẻ Vũ rất là nhút nhát, thật sự rất là nhút nhát. Ở trong trường Vũ kể một kỷ niệm như này, có một bạn ngồi gần cạnh Vũ luôn, năm lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 kiểu vậy. Tới hết hết
ngồi gần luôn nha, 3 năm. Nhưng mà Vũ gặp lại bạn cách đây cũng 3 năm trước á, thì bạn không nhận ra Vũ. Và bạn kêu Vũ bằng anh. Và chơi với nhau 1 năm trời. Thì Vũ mới nói là ê, tao nói, anh nói cho em cái này. Ngày xưa anh là cái thằng ngồi gần anh, cạnh em luôn á. Nó kêu làm gì có, cái thằng nó quần bắp chứ ba. Không, cái thằng nó ngu lắm, bị em đập hoài mà đúng thiệt luôn. Thật với mọi người, đây là câu chuyện có thật luôn. Và vì lúc đó Vũ chỉ lên lớp và ngồi im, không nói chuyện với mọi người nhiều. Giống như là một cái nhóm mà các bạn có thể thấy trong lớp á, lên học vậy thôi. Cũng không phải là một sắc nha, cũng học bình thường. Nhưng mà thật sự không có cái dấu ấn gì trong cái hành trình đó luôn. Tới cái năm mà năm 26 tuổi á, năm 26 tuổi thì Vũ có về Sài Gòn học được 2 năm rồi. Thì lúc đó Vũ mới nhận ra được cái bản thân của mình phải cần gì đó. À, 2 năm đó thì cũng vào FPT làm, mang tiếng là Graphic Design vẽ game, game Tây Du Ký đó. Nhưng mà trong FPT bắt đi dán poster 2 tháng. Vũ vẫn rất happy cho câu chuyện đó, dán poster là dán poster thôi, đâu gì đâu. Nhưng mà năm 26 tuổi Vũ mới nghĩ rằng này, năm 30 mình phải có cái gì đó. Năm 30 mình phải có cái gì đó đi. Chứ giờ người ta có hết rồi, lên gặp, và ví dụ lên Đà Lạt, thời đó là Phong khởi nghiệp rồi, Vũ vẫn rất là lơn cơm ngoài đường. Vũ mới thấy Phong, Vũ mới nói trời ơi, cũng thằng đó nó cũng làm dữ ra, cái kia mình cũng phải mở, mình phải làm gì đó đi chứ. Chứ mình cũng là một người trước giờ đâu có đến nỗi tệ, mình cũng thông minh mà, mình cũng này kia. Lúc đó mình nghĩ bản thân vậy thôi. Cái năm đó, năm 26, Vũ mới quyết định không ở Sài Gòn, về Đà Lạt. Đó là một quyết định mà Vũ thấy tới bây giờ là nó một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của mình. 6 năm ở Sài Gòn chẳng mang lại cho Vũ điều gì, vì thật sự Vũ không có mục tiêu ở đó. Vũ chỉ mong muốn về Đà Lạt để làm gì đó ở Đà Lạt, và đặc biệt là làm những cái dự án gì đó cho Đà Lạt, vì Vũ là người tâm huyết. Nên khi mà về gặp Phong thì Phong anh Vũ mới nói là thôi mình phải ráng mở một cà phê. Lúc đó rất là thần tượng Phong nha, thật sự luôn. Vũ thần tượng theo kiểu là wow, sao thằng nói giỏi dữ vậy ta, quá giỏi. Đó là Lạc Phong, những cái thời điểm đó là một cái gọi là một cái người tiên phong để cho những người startup như Vũ kiểu như có niềm cảm hứng đó. Và xong rồi Vũ mới nói thôi mở quán cà phê. Đúng không, mở quán cà phê. Mở thì thật sự là Vũ không phải là người kinh doanh mà, Vũ không phải là dân kinh doanh, học marketing này kia, nhưng mà nói được kinh doanh mình nhỏ từng chút tiểu tiết với F&B, Vũ không có hứng thú gì lắm. Thì lúc đó Phong mới nhắn tin cho Vũ nè, ồ thấy bạn làm marketing này kia, nhưng mà năm sau mới trả lời nó. Thì vô tin nhắn chờ. sau gặp Phong thì Vũ mới nói là ít nhất trong những khoảng thời điểm của cuộc đời mình nên quyết định thay đổi, một cái thay đổi lớn đó, để mình thấy rằng là bản thân của mình nó không một màu nữa. Trong đây Vũ biết chắc có rất nhiều các bạn giống Vũ ngày xưa luôn á, nó bị một màu á, nó cứ bình đi làm những ngày dưới thành phố Hồ Chí Minh như vậy. Vũ trải qua rất là nhiều nghề, làm tổ chức sự kiện nè, Vũ đã từng quay những cái MV cho ca sĩ Trung Quân với vai trò đạo diễn. Nhưng mà đó là những điều Vũ cảm giác đó là mình thử thách thôi. Mình cứ nhảy cái chỗ này, mình xem cái này, mình học đủ, mình nhảy qua chỗ kia. Thậm chí Vũ còn đi học tổ chức cưới, cắm hoa, rồi làm những cái đồ handmade đó, để mình tổ chức một cái đám cưới hoành tráng đó của chị Misa. Vũ học 3 tháng, tới học 3 tháng xong chị kêu là thôi mày học đủ rồi, tao không cho mày học nữa. Đó. Rồi mình lại nhảy một cái nghề khác, nó rất là bình thường luôn. Nói chung là lúc đó nó không có cái gì, cái ý nghĩa gì. Ví dụ như Phong mong muốn là một cái ngành F&B ở Đà Lạt phải bùng nổ kinh khủng, bạn phải là một người đó trên cái phương diện là thế giới chứ, hoặc là nam, chứ không phải là nó gói gọn ở đây. Mà thật sự những ngày đó Vũ đi làm nó bình vậy. Rồi tới một ngày Vũ quyết định về Đà Lạt làm một gì đó phải đỉnh thiệt đỉnh, kiểu vậy, chứ ở dưới đây chán quá rồi. Thì lúc đó Vũ về, Vũ mới làm cái dự án Dream Up Đà Lạt đó. Đó dự án mà Vũ rất là gọi là tâm huyết cả cuộc đời cho cái dự án đó. Và tới ngày hôm nay công ty dời qua ngay chỗ này, bên này cũng để chuẩn bị mở một cái triển lãm về Đà Lạt, trong cái nhà gỗ này, và nguyên cái khu này sẽ trở thành một cái nơi mà kết hợp với Phong để làm một cái nơi mà hội chợ cuối tuần, để mọi người hiểu được cái bản sắc văn hóa và con người Đà Lạt như thế nào ở nguyên cái khu này.
Và Vũ nghĩ rằng là ít nhất các anh, các bạn năm 20 tuổi, đáng lẽ cái suy nghĩ mà năm 26 tuổi đó Vũ phải dời xuống lúc 20, đúng không? Để giống như các bạn nè, Phong thì nhận ra là ồ, niềm yêu thích của mình là kinh doanh, Tuấn Anh thì niềm yêu thích của mình là phải lì lợm lên và mình phải học hỏi nhiều hơn. Thì Vũ cái năm 20 nếu mà Vũ cảm nhận được điều đó là mình phải làm gì đó cho Đà Lạt thì Vũ không đi Sài Gòn. Thật sự những khoảng thời gian đó học được rất nhiều ở đó về kinh nghiệm này kia, nhưng mà đó những khoảng thời gian nó cứ trôi một cách rất bình lặng. Nên mong mọi người, tất cả các bạn ở đây có một kinh nghiệm giống như Vũ. Nếu mình đã quyết định mà phải chịu trách nhiệm với nó nha. Đầu tiên phải chịu trách nhiệm, với cái điều mà mình đã quyết định. Vậy thôi. Chứ các bạn ở đây nghe mấy anh nói toàn là nghỉ học sớm rồi này kia, nhưng mà không. Đừng đâu, no. Các bạn phải chịu trách nhiệm với nó nha. Chứ đừng nói xong rồi không có định hướng, nào không phải ai nghỉ học xong. Xong rồi đổ lỗi cho em này. Ừ. Tại không. Tại không hôm nay nói là em nghỉ học. Sorry, mình nói một chút, tại vì mình sẽ nghĩ là mọi người sẽ hiểu nhầm cái vụ nghỉ học hay gì đấy. Quay lại một chút, thứ nhất là thời đại của bọn anh là thời đại của tức là thời điểm đó cái nền giáo dục ở Việt Nam mình nó thực sự chưa xuất sắc hay là chưa tốt như bây giờ là gấp nhiều lần rồi. Và thậm chí bây giờ những cái giáo dục online hay là những cái tiếp cận về nền kiến thức của thế giới rất là dễ. Thì hồi trước mình thì học đại học thì mình rồi ngành nghề của mình cũng ít nữa, người định hướng cũng không có, thì đó là lý do tại sao mà mình phải nhìn vào vấn đề là tình cảnh hiện trạng và dẫn tới việc đó. Còn bây giờ là thời đại của các bạn là thời đại của tức là thời đại của thông tin, đúng không? Rất nhiều thông tin mà bất kỳ ngồi đâu cũng thể học được. Thậm chí là bây giờ nhân viên của mình có thể ngồi đây và mua một học không rẻ một chút nào, nhưng đều có thể học được ở từ xa, không nhất thiết phải đi gặp, thậm chí là được thầy dạy online từ xa rất là nhiều. Và đó là lý do tại sao mà mình mới nói đánh giá là cái năng lực tự học. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng nhìn vào những cái tấm gương của mấy ông như Bill Gates được cái kiểu mấy ông, thứ nhất là gia đình đã dạy cho cách học từ nhỏ, thứ hai là gia đình ông đã có mối quan hệ rất là lớn kiểu vậy, chứ đừng có nghe báo chí hay là sách vở viết gì hết đó. Tức là những cái đó rất đều vớ vẩn hết. Thì mình hôm nay mình chỉ nói chung xin một ít thời gian để xác nhận lại, để đừng hiểu nhầm chuyện này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đây là thời đại thông tin thì các bạn đây là thời đại các bạn sẽ bị rối rất là nhiều. Ví dụ ngày xưa thì hồi nãy mình có nói là ngày xưa mình đâu có biết gì đâu, cứ thấy ai nói gì làm cái đó, thích gì làm cái đó. Ai nói mình chỉ ấn tượng một câu là khách hàng dạy cho bạn thì mình chỉ theo khách hàng thôi. Nhưng bây giờ thời đại thông tin thì các bạn sẽ đứng một chỗ, các bạn sẽ thấy rất nhiều người chỉ mua giáo, chỉ thông tin cho các bạn luôn, cho thông tin luôn, rất là nhiều thứ, và chúng ta rất là dễ bị ảnh hưởng. Nên bởi vậy là theo mình thì đây là thời đại của sự tập trung, tức là nhìn vào cái gì đó, thích cái gì đó mà quyết tới cùng hết. Tiếp cùng Jason tiếp lời Phong một phát cuối rồi xong chuyển phần câu hỏi đến các bạn. Các bạn lưu ý là chắc mình có khoảng từ 1 tới 2 câu hỏi đặt cho đúng một người thôi nha. Tại vì chắc khoảng là 11 giờ hơn mình sẽ kết thúc cơ hội có một lần thôi. Cũng tiết lời anh Phong một chút xíu. Các bạn thấy ở đây có club ba người đi học đại học á. Tuy nhiên các bạn lưu ý nhẹ một cái, dưới góc độ của một người làm giáo dục thì giống như anh Phong, mình sẽ không recommend cái lúc mình nghỉ học. Mình tin là lúc đó quyết định của mình với anh Phong không có quá nhiều sự chín chắn, không có quá nhiều sự suy nghĩ. Tới bây giờ thì không hối tiếc nha, tại vì cái quyết định đấy nó dẫn cho mình rất nhiều cái cơ hội khác trong tương lai. Tuy nhiên một cái nhỏ như thế này, mình tự nhận mình là người may mắn, và mình không chắc là các bạn sẽ được may mắn với mình. Cái đó là nói một cách chân thành, là mình may mắn là những cơ hội khác nó đến. Mình may mắn mình gặp được những con người nó cho mình một cái sự hiểu biết mới. Vậy nên là cái việc nghỉ học nó không có ảnh hưởng quá lớn tới mình, tại mình có những cái môi trường khác để mình học. Giống như anh Phong nói, mấu chốt nó với cuộc đời mình thôi, thì nó không nằm ở chỗ học ở đâu hay là học cái gì, mà là có học hay không và mình có năng lực tự học hay không. Tuy nhiên mình nghỉ học và mình đạt được cái đó. Còn nếu như các bạn nghỉ học và các bạn thấy là mình ra mình cũng không học cái gì ấy, thì dưới góc độ giáo dục lời khuyên tốt nhất là thôi đi học đi. Ít nhất là mình còn đi học được. Nên là để xác nhận giúp anh Phong một chút xíu, đó là club ba người này không có recommend chuyện ai nghỉ học đại học nghe. Các bạn nghỉ học xong tự chịu trách nhiệm, chứ không có về đổ lỗi ba cái người này, được chưa? Ba người này sẽ không có chịu trách nhiệm được. Tuy nhiên nói từ kinh nghiệm bản thân của một người không quá già hơn các bạn, thế là không phải chia mấy anh già đâu nè. Nói từ kinh nghiệm của một người không quá lớn tuổi hơn các bạn và một người cũng trải qua cái việc đấy, thì mình sẽ nói đó là cái gì cũng có cái giá của nó, và cái giá của nghỉ học đại học nó rất lớn. Nếu các bạn xác nhận được là mình theo cái khác mà mình nhận được một cái giá trị tốt hơn thì go for it, your life, your choice, cuộc đời các bạn, để chọn các bạn. Nhưng mà mình sẽ giúp các bạn xác nhận trước, đó là nó không có như phim. Và nếu các bạn xác định nghỉ học thì đó sẽ là các bạn sẽ có ít nhất là 2-3 năm vật vả sau đó của sự đau đớn.
từ áp lực từ nhiều phía, gia đình, cuộc sống, bla bla bla, bla rất là nhiều. Nên là hãy suy nghĩ kỹ. Và chỉ vì người ta thành công, không học đại học và thành công, không nghĩ là mình không học đại học và thành công. Đó là kinh nghiệm mình rút ra từ trải. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ đến phần là câu hỏi. Dạ. Only one chance nha. Yeah. Một cái mục tiêu của mình thì đối với anh khi mà kiểu là ví dụ như anh sẽ lấy anh Tuấn Anh ra làm ví dụ luôn. Xin lỗi anh nha. Ok, là khi mà tức là anh Tuấn Anh có một cái mục tiêu lớn, thì khi mục tiêu lớn anh định nghĩa đó trong công ty, mình hay nói với nhân viên của mình đó là một cái gì đó rất là phải rõ ràng. Có nghĩa là anh định nghĩa nó một cái bánh bánh răng, tức là mình trong cái cổ máy nó có một cái bánh răng rất là lớn, và sức người một người hoặc là sức của ít người không thể nào vận hành được nó, bởi vì nó rất là lớn. Tùy mỗi người, nhưng để cho dù cỡ nào cũng một người cũng không bao giờ vận hành được hết, nó cần một team hoặc là cần những bạn hỗ trợ từ bên ngoài. Thì anh Tuấn Anh có cái đó hiểu. Thì giống như tưởng tượng mình muốn mua một chiếc xe, thì mình sẽ phải cần biết được chiếc xe đó, cái bánh răng đó nó tới đâu. Ví dụ như có những người sẽ nhìn là ước mơ suốt ngày đọc báo rồi lên trang rồi coi YouTube cái kiểu, nhưng đều sẽ có những người là ok, tôi chưa có tiền nhưng thích tới đó, tôi chạy xe thử gì đó, tôi thích chạy thử, tôi thích tới rờ sờ mó hỏi bây giờ em bốn cái ghế bỏ ít ba ghế rẻ không, thì kiểu vậy đó, kiểu vậy. Rồi mình sẽ trải nghiệm mọi thứ để có thể biết được giá cả chiếc xe, màu xe, trải nghiệm mọi thứ. Thì đó là một cái bánh răng lớn, thì mình mới tăng được cái góc độ ước mơ của mình lên, cái góc độ khát khao để mình có được chiếc xe đó, có được bánh răng đó. Rồi đó là cái đầu tiên. Kiểu đầu thứ hai là gì, là bắt đầu mình phải biết những cái bánh răng nhỏ có thể xoay được cái bánh răng lớn đó. Ví dụ lại câu chuyện về chiếc xe, đơn giản, bây giờ mua cái xe phải có tiền mới mua được. Đầu tiên mình sẽ đưa ra phương án đầu tiên, bánh răng nhỏ đầu tiên, chiếc xe nó bao nhiêu tiền và mình sẽ cần một thu nhập bao nhiêu, phương án trả góp thì cần trước bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu tháng để trả góp. Phương án thứ hai, tới gọi cho ông sale xe, là bỏ bước vài option, ông có giảm được giá trị của xe hay không. Phương án thứ hai. Phương án thứ ba, để có được số tiền đó em cần phải làm 2-3 job phải tham gia phương thái các kiểu để có được số tiền đó mua cái xe đó. Rồi có nghĩa là mình có thể sơ sơ thấy có 3-4 bánh răng rồi. Phương án thứ tư, xin ai đó năn nỉ Vũ cho vài triệu mua nó xe. Phương án thứ năm, đi thuê bằng lái, kiểu thuê bằng lái hết mười mấy triệu nữa coi em cầm rồi xếp vô hết đó bánh răng. Bắt đầu làm từng thứ một, đúng không? Mình bắt đầu phải làm từng thứ một. Thì tương tự như mình trong team của mình là mỗi người sẽ làm một vai trò khác nhau. Thì có thể là Tuấn Anh là một người mắt xích của những cái đó. Có thể có những người trong team của anh Tuấn Anh sẽ có những người kỷ luật hơn và họ sẽ làm những cái mắt xích khác. Còn anh Tuấn Anh sẽ là phần idea, ý tưởng, concept hoặc đi trải nghiệm. Và luôn luôn duy trì cái mục tiêu lớn đó. Tại vì bánh răng đã được sinh ra thì không bao giờ được thay đổi. Và sau đó thì mình tiếp tục đo lường cái nếu mà trường hợp mà mình sẽ nguyên tắc thứ ba của mình là luôn luôn follow up nó mỗi buổi một tuần họp và xem thật là bánh răng, những cái bánh răng nhỏ mình đã xoay được bao nhiêu và xoay kiểu bánh răng lớn được bao nhiêu. Ví dụ tuần đó kiếm được bao nhiêu tiền rồi, ok, còn chút nữa mới đủ tiền để mua, mấy tháng nữa mới đủ tiền để mua cái gói đầu tiên của cái xe đó, ví dụ vậy. Hoặc là còn mới đủ tiền để thi bằng lái, ví dụ vậy này. Thì mình sẽ coi được là hoặc là lúc đó mình bị những cái vấn đề như là về tài chính cá nhân không ổn, ví dụ như là mình kiếm được tiền mà sao mình cứ bị mất tiền hoài, lúc đó mình phải lập một cái răng nhỏ hơn nữa. Lúc thời điểm mà review follow up, đó là những lúc mà mình sẽ đưa ra những cái răng để thay đổi. Ví dụ như ok, mình sẽ cài một cái app về quản lý tài chính cá nhân vào trong phòng của mình để giải quyết và đảm bảo được là mình trong vòng bao nhiêu tháng nó sẽ có được cái tiền đó để đạt được cái số tiền để thi bằng lái chẳng hạn đó. Rồi thì tất cả những cái việc đó là mình chỉ được thay đổi cái bánh răng xung quanh, thậm chí tháo ra luôn, đem bánh răng khác bỏ vô và đo lường thứ nào thứ hiệu quả nhất. Ví dụ sức của chúng ta không phải là khoảng 2-3 shot để kiếm tiền mua cái xe đó, nhưng khi chúng ta đo lường xong, chúng ta thấy là cái việc này có thể kiếm được rất nhiều. Chúng ta tập trung vào nó, tức là quan điểm của anh là tập trung, có nghĩa là mình sẽ đo lường và mình thấy ok, mình chỉ làm 2 shot hoặc 1 shot duy nhất và làm tới cùng và đạt mục tiêu của cái shot đó, đạt được cái thu nhập mà cả 2 shot hợp lại luôn, tức là để đạt được sự tập trung cao nhất. Tại vì một cái bánh răng mạnh nó vẫn hiệu quả hơn nhiều bánh răng xoay liên tục nhưng mà không hiệu quả đó. Thì sau đó thì liên tục review và có những cái bánh răng liên tục xoay. Và lúc đó mọi người nghe kỷ luật, ví dụ như là thời gian đi sớm đi trễ, thì hồi nãy mình có nói về thiết kế là chẳng hạn đó, thì nó có rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên mỗi ngành nghề nó sẽ có một cái cách kỷ luật riêng, tuy nhiên nó sẽ dựa trên một, đối với mình nó dựa trên nguyên tắc như vậy, có nghĩa là muốn vận hành cái đó thì mục tiêu phải rất rõ, đo lường liên tục, follow liên tục, thay đổi liên tục,
kiên trì liên tục để đạt được cuối cùng. Và đối với mình, ví dụ một nhà hàng thất bại, lột sạch thất bại. Anh xin phép chia sẻ, Phong nhắc anh mới nhớ. Đó là tức anh có một cái thế mạnh mạnh nhất, đó là truyền được cảm hứng cho cái bạn đó làm điều đó. Bạn nó mạnh hơn mình, bạn nó giỏi hơn mình, thì mình chỉ truyền cảm hứng để bạn nó làm điều đó thôi. Tại vì mình biết mình không có giỏi, nên là mình vô kỷ lực. Còn những bạn kỷ lực bạn nó làm rất tốt, nên mình truyền cảm hứng cho bạn để bạn có ước mơ và bạn làm đó và cùng nhau thực hiện. Có nghĩa mình sẽ đi tìm cái ngách của thị trường nào đó và chưa có ai làm được, thì mình bắt đầu mình bay vô để cùng nhau làm. Mỗi người sẽ có một cái sứ mệnh khác nhau trong một dự án, thì tất cả cùng gặp lại. Dù mình là người đi khai phá nó, đi lên ý tưởng, trình xét để bắt đầu nó chạy, như những bạn rất kỷ luật để vận hành nó thành cái tốt nhất. Nhưng chắc chắn nếu Dục Tương Anh vô vận hành, fail hết. Chỉ có lì thôi. Nhưng mà vận hành thì thường có một dự án mà anh vận hành nó vẫn tới giờ nó vẫn còn tốt, đó là ngói BBQ. Nhưng mà sau này anh bán rồi. Nhưng mà trong quá trình vận hành mình thấy nó rất nhiều lỗi, là mình không có khả năng vận hành. Chỉ đơn giản là bản thân mình không có khả năng vận hành. Thế mặt lớn nhất của mình đó là đi tìm hiểu, mình đi tìm tòi ra một cái gì đó hay để làm tiếp thôi. Đó là cái hành trình phát triển kỹ năng. Là anh nghĩ là tất cả các bạn hãy phải khám phá ra cái thế mạnh của mình, đó đầu đọc nhiều lên, đọc nhiều cái bài học của những người đi trước, để gì từ những cái case study để bắt đầu hiểu rõ mình ở đâu và mình càng phát triển cái thế mạnh mình như thế nào, và bắt đầu mình kết nối với những người nào để giúp mình thực hiện được ước mơ, cùng nhau thực hiện ước mơ. Chắc bây giờ là 11:20 rồi, đó là trễ hẹn rất nhiều so với các bạn. Yes, thì tôi hẹn các bạn là chương trình sẽ kết thúc vào 11 giờ khoảng đó, nhưng mà hy vọng đó là từ 8 giờ